Cô giáo giới thiệu với mình đi. Em xin tự giới thiệu, tên của em là Hồng Hạnh, giáo viên trường tiểu học Thanh Minh ạ. Phấn khởi hồi hộp từ đêm hôm qua cơ anh ạ. Hôm nay được gặp các chú. Em ở bên trường mầm non ạ. À, cô giáo trường mầm non ạ. Mình đi. Rồi, em tên là Linh, đến với chị Đoàn Phú Thọ. Chào mọi người. Rồi. Chào tất cả anh em nhá. Chào mọi người nhá. Rồi ok. Anh em đi đâu mà chống rong cờ mở này em? Ở trên này. Hôm nay chúng tôi đi dân vận, dọn vệ sinh môi trường. Rồi ok. Đấy. Anh em đi làm có vẻ phấn khởi nhỉ? Chào tất cả các đồng chí nhá. Rồi ok, anh em đi dân vận thì nhớ thực hiện theo đúng 12 điều kỷ luật khi quan hệ với nhân dân của quân nhân nhá. Rồi ok, anh em đi đi, tí nữa ra đây anh sẽ quay những hoạt động của anh em ở ngoài đó. Rồi. Đấy, hôm nay anh em thực hiện cái tháng 3 tháng thanh niên, anh em tiến hành đi làm công tác dân vận, tăng thêm sự đoàn kết gắn bó với nhân dân. Đó. Tinh thần rất là phấn khởi. Đó. Nằm trong các chuỗi hoạt động của đoàn thanh niên thì anh em bộ đội tiến hành làm công tác dân vận. Đấy. Thể hiện cái sự xung kích của đoàn viên thanh niên. Đó. Xung kích sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ. Ok. Hôm nay ra ngoài này tâm trạng nào đồng chí cầm cờ đầu tiên này, đồng chí Kiệt à? Báo cáo là rất vui ạ. À, rất vui à. Rồi ok. Đây, anh em vẫn tiếp tục hành quân quãng đường suốt từ nãy đến giờ. Đi hành quân này có mệt không đồng chí? Báo cáo là không ạ. Không à? Ừ. Đi nãy được khoảng bao nhiêu cây số rồi đồng chí này? Khoảng 2 cây số nhỉ? Khoảng 2 cây rồi à? Rồi ok. Đồng chí thuộc 12 điều kỷ luật với nhân dân không? Có ạ. Một là gì đồng chí? Không lấy cái kim sợi chỉ của nhân dân ạ. Rồi. Hai. Hai là mua bán công bằng sòng phẳng ạ. Rồi ok. Số 3 là gì đồng chí? Mượn cái gì của nhân dân phải hỏi. Làm dùng không phải trả làm hỏng hoặc mất phải để. Rồi ok. Đó. Đến chưa đồng chí Kiên nhỉ? Rồi. Đến rồi. Chào đồng chí Kiên chị Viên nhá. Chào tất cả anh em nhá. Hôm nay mình đã đang thực hiện chương trình gì đây hả đồng chí nhỉ? Đoàn cơ sở phối hợp với tổ chức đoàn địa phương và tiến hành thực hiện cái nội dung các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Đây mình ra liên kết với nhân dân. Đúng rồi, thực hiện công tác dân vận, xây dựng cảnh quan môi trường. Anh em đi với tinh thần rất là phấn khởi, đồng chí nào cũng rất là háo hức. Tí nữa có chị em phụ nữ không à, đồng chí chị Viên? Chắc chắn là có rồi đây. Chắn à? Thế thì anh em làm rất là hăng say đấy nhỉ? Đúng không, mấy đồng chí này? Chào tất cả anh em nhá. Ê, đồng chí này một tay một dao mấy giờ nhìn sợ quá nhỉ? Đây, đến trụ sở Ủy ban Nhân dân xã đây rồi. Đó, anh em đi bộ đây có mỏi chân không em? Đồng chí này rất là phấn khởi nên là không mỏi chân. Rồi, đồng chí này Lã Minh Hiếu à? Lã Minh Hiếu ạ. Hiếu dưa hấu đây đúng không? Nào bỏ khẩu trang lên nào. Rồi, đấy, rất đẹp trai. Rồi, đây đồng chí này bỏ khẩu trang lên nào. Đấy, cũng rất đẹp trai nhỉ. Bộ đội toàn những anh em đẹp trai đúng không? Trần Anh Kiệt. À, Trần Anh Kiệt à? Rồi, đấy, Trần Anh Kiệt. Tên rất là đẹp nhỉ. Thank you.
chia sẻ cho mọi người, anh em bộ đội ngày hôm nay tiến hành công tác dân vận nhé. Ngoài những nhiệm vụ huấn luyện, học tập ở trong đơn vị thì anh em có thể là học tập ngoài thao trường. Bên cạnh đó thì có một số hoạt động khác như là ngày hôm nay anh em thực hiện cái công tác dân vận. Thì quân đội thì từ nhân dân mà ra, vì dân chiến đấu. Quân đội ta là mang bản chất của giai cấp công nhân, nên do vậy là tình cảm quân với dân thì phải luôn luôn gắn bó và mật thiết. Anh chào các em nhá, chào các bạn nữ nhá. Đây anh chào em giữa này nào. Em tên là gì hả em? Em Thúy tên là gì? Anh tập trung hả? Mình là đoàn viên thanh niên mình ở xung kích chứ. Em chưa đủ tuổi là đoàn viên. Chưa đủ tuổi á? Dạ em rồi. Năm nay bao tuổi? 14 à? À. Em học lớp mấy rồi? Lớp 9 à? Lớp 9 là yêu được rồi chứ? Dạ chưa. Lớp 9 chưa được yêu á? Nhưng mà không ai yêu. Không ai yêu á? Ôi đây các anh bộ đội đây toàn chưa người yêu này. Em thích anh nào thì em ra cứ nhận thôi. Không dám á? Thế để anh bảo anh bộ đội vào để nhận nhá. Làm công việc này có vất vả không đồng chí? Dạ không ạ. Không à? Không ạ. Việc này nó thường mà đúng không? Việc đơn giản với bộ đội mà đúng không? Vâng ạ. Cô giáo giới thiệu với mình đi. Em xin tự giới thiệu, tên của em là Hồng Hạnh, giáo viên trường tiểu học Thanh Minh ạ. Vâng. Vâng. Cô giáo dạy lớp mấy nhỉ? Em đang dạy lớp 2 ạ. Dạy lớp 2 à? Vâng. Cái chương trình hoạt động kết nghĩa dân vận như này thì mình có hay làm không cô giáo? Chắc là em nghĩ là thường xuyên, tại vì em cũng là một đoàn viên thanh niên mà anh. À vâng. Và lại rất là phấn khởi, hồi hộp từ đêm hôm qua cơ anh ạ. Hôm nay được gặp các chú. Nhưng mà chắc là cô giáo là có gia đình rồi chứ? Dạ em chưa ạ. À cô giáo chưa ạ? Chưa chồng anh ơi. Thế thì tốt quá. Bộ đội bên anh là toàn là thanh niên chưa vợ với cả chưa người yêu thôi. Thế thì học nữa anh rồi. Chưa nào, chào. Em mới hồi hộp từ đêm hôm qua để hôm nay ra sớm. À. Hôm đấy em ra sớm không? Có, hôm nay cô giáo ra đầu tiên đấy. Nhưng mà do Covid là kể chú bộ đội với cô giáo đeo khẩu trang hết là cái việc giao lưu tiếp xúc là cũng rất hạn chế. Khả năng tí là chỉ xin số điện thoại thôi. Về giao lưu tiếp. Đây giới thiệu với mọi người đây là đồng chí Thành. Chào anh em nhá. Rồi. Anh cho em hỏi chút là cái chương trình hoạt động đoàn thanh niên như này thì là mình hàng năm mình có hay tổ chức không anh? Đối với là ở địa phương thì là năm nào chúng ta cũng tổ chức cái hoạt động phối hợp với đơn vị kết nghĩa. Năm vừa rồi do cái tình hình dịch bệnh nên là cũng là cái hoạt động là cũng rất là hạn chế. Hôm nay cũng tình hình dịch bệnh như này nhưng mà đơn vị cũng rất là quan tâm và nhiệt tình là tham gia cùng với địa phương ạ. Dạ vâng, để tăng thêm đoàn kết quân dân đấy nhỉ? Đoàn kết. Vâng. Chúng em là ra ngoài này làm là rất là phấn khởi đấy anh ạ. Đấy, anh em đấy các cô với các bạn đoàn viên đấy cũng rất phấn khởi như thế này, cứ làm vần vào vậy. Vâng, anh giới thiệu một chút về mình nhé. Giới thiệu rồi, chỉ biết là tôi là tên là Lê Văn Dũng. Vâng. Hiện tại là bí thư đoàn xã Thanh Minh. Vâng. Thời gian công tác làm đoàn thì cũng mới gần 2 năm. Vâng. Trước đây thì tôi làm bên nhiệm vụ khác là bên công chức công an cơ. Dạ vâng. Dạ. Cái hoạt động đoàn như này thì mình có chương trình kế hoạch từ lâu không anh? Có anh là thông thường thì tháng 3 là thanh niên thì chúng tôi đã có kế hoạch xây dựng. Dạ vâng. Cái kế hoạch từ cuối tháng 2 rồi. Dạ. Cái tháng 3 là chỉ việc tổ chức chưa hay thực hiện thôi. Dạ vâng. Chúng em ra đây là anh em nhận nhiệm vụ ra đây để tiến hành làm cùng với đoàn địa phương là đồng chí nào cũng xung phong ấy. Vâng. Tất cả anh em đều xung phong. Vâng. Vâng. Cảm ơn anh nhé. Vâng, cảm ơn chia sẻ của anh. Chỗ này là các chị mấy các em là làm tách chú quân đội quá. Đây chắc là cũng cô giáo rồi đúng không nhỉ em nhỉ? Vâng ạ. Đấy. Cô giáo làm em chăm chỉ quá. Em ở bên trường mầm non ạ. À cô giáo ở trường mầm non à? Vâng. Mình là trường mầm non Thanh Minh đây à em? Em là trường mầm non Thanh Minh ạ. À. Em công tác đấy lâu chưa? Bốn năm rồi à? Chào cô phóng viên nhá. Em có thể bỏ khẩu trang ra để cho mọi người nhìn được không? Em phải đảm bảo 5K ạ. Em giới thiệu một chút về mình đi. Rồi, em tên là Linh, đến từ thị đoàn Phú Thọ. Chào mọi người. Rồi, ok. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 95. 95 à?
năm thì cũng chạc chạc tuổi anh thôi nhỉ. Vâng. Em mong là sau là anh em mình có rất là nhiều cái cơ hội và điều kiện để phối hợp với nhau trong công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Vâng, vì anh em trong đơn vị cũng rất mong muốn điều đấy để tăng thêm sự đoàn kết gắn bó nhé. Vâng, vâng. Cảm ơn em nhé. Thả tiết tài nhỉ? Làm này có mệt không em? Không mệt ạ. Không mệt à? Làm này làm đến mai được đúng không? Ra ngoài là vui rồi. Ra ngoài vui rồi. Cô giáo từ nãy làm không nghỉ tay tí nào ấy nhỉ? Các bạn có nghỉ đâu mà mình dám nghỉ. Đấy, làm rất là hăng tay. Dạo này là mình vẫn dạy online chứ cô giáo nhỉ? Dạy online mà các cháu học sinh lớp 1 là rất là khó học. Khá là vất vả anh ạ. Ừ. Nhưng mà tình hình dịch mình phải khắc phục. Không hề nhàn hơn một chút xíu nào anh ạ. Không nhàn hơn tí nào. Tại vì họ dạy online các con, nhiều bạn thì nhà cũng không có phương tiện để học, tất cả là do đường truyền mạng đó. Cô giáo cũng khó quản lý học sinh đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà cũng phải cố gắng khắc phục. Đầu tiên này tranh thủ tán gái này. Em gái tên là gì hả em? Em tên là Lê á? À? Em học lớp mấy? Lớp 12 à? Đây đầu tiên này dùng bay. Con này có đi lính không em? Chắc đi lính. Chắc là có à? Em học cũng học lớp 12 à? Học lớp 10 à? Đây xin chia sẻ ngắn gọn cho mọi người về một số hình ảnh hoạt động của anh em tân binh tiến hành làm công tác dân vận cùng với đoàn xã địa phương để tiến hành làm cảnh quan môi trường. Thì video này cũng xin dừng tại đây. Xin cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Mọi người yêu mến thì ủng hộ kênh bằng cách là bấm nút đăng ký ở phía dưới để cập nhật theo dõi những video tiếp theo của kênh. Xin cảm ơn mọi người. Chúc mọi người sức khỏe. Ok.